này buồn cười lắm đấy. Cô còn giữ được đến lúc ôi giời, cô up lên trên mạng. Cô Banh há mồm to nào. Ui ngoan thế nhỉ. Đấy, bên thấy chưa? Đấy, bên mình ngồi khóc nhè này. Mẹ thì đút cho Thục ăn này. Bố thì đang ngồi chơi điện tử này. Bố không ra dỗ pin à? Quay bố đang chơi Half-Life à? Đế chế. Đế chế à? Hay ơi. Dí máy ảnh khác thế, sợ dí cả người khác rồi thế. Tay bố cũng hơi nháy, cô đóng cửa phòng lại nhỉ? Bố với cô chơi đế chế đi. Rồi, còn cô Uyên thì đang rửa bát. Cô Uyên đâu rồi? Xử lý cô Tiên sau. Sao Cô Uyên rửa bát cẩn thận nhá, còn nhiều xà phòng lắm đây này. Đâu, chỗ nào còn? À, chỗ này hơi bị bẩn này. Còn bẩn để quay vào chỗ này này. Bây giờ đến em Tiên. Bây giờ đến em Tiên. Đấy, anh Bin nín khóc rồi đấy. Làm điệu đi anh. Anh đang quay đấy. Quay việc của anh, của em. Thục há mồm ăn miếng nữa nào. Mẹ u đút cho Thục thì mình nữa đi. Ôi chưa hết à? Ăn nhanh lên. Đấy anh Bin nín khóc rồi này. Đấy anh Bin nín khóc ngoan hẳn này. Ôi Bin đẹp dài thế nhỉ. Cô Tiên ơi mang cái bát ra đút cho cháu miếng nào. Đang để trong nhà. Đút cho Bin há mồm to nào. Đấy bây giờ. Ôi Thục há mồm to quá nhỉ. Ngoan quá đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Thục biết đang quay phim có khác nhỉ. Ăn rất to nhá. Nhanh 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 nào, cô Tiên đút cho cháu nào, một miếng nữa thôi. Thôi ăn một miếng, cô đang quay phim đấy, cháu há mồm to thôi nào. Há mồm là ầm này, không phải cho xem lại, xong cô cho xem lại luôn này. Ăn miếng thôi, xem lại nước nhá. Ăn một miếng xong cô bây giờ cho xem lại kìa. Một miếng thôi, chỉ cần một miếng xong là cô tắt đi xem lại đi. Hay quá nhà Bin đang giơ cái dép lên trong sinh lắm. Nào đây mẹ Thúc nào. Há mồm to nào. Há nào, há nào. Đây cô đang. Thôi còn mua thằng bé nó kia để cho em Thúc nhá. Hay à đúng rồi, Thục Anh Thúc cho em. Cô quay tập tự Thúc này à. Ôi ngoan quá nhờ. Thục Anh ăn ngoan nhờ. Thục Anh năm nay mấy tuổi rồi nhờ? Thục Anh mấy? Chẳng biết. Ồ không biết á, sao lại không biết tuổi mình. À đây. Ôi mẹ xúc lại cho Bin nào, cô chưa quay được cảnh mẹ xúc cho Bin ăn nhỉ. Con bị lừa nó không ôi giời ơi, há mồm to. Rồi, đấy thì là quay được cả hai đứa ăn rồi nhỉ. Ngoan quá nhỉ eo ơi. Thục ăn nhanh thế nhỉ. Ôi ngoan quá. Con nuốt thì nhớ mình ngậm nha. Không được nuốt chửng nhá, phải nhai nhá. Sắp ăn thế rồi, ôi Thục ăn được cả thìa to nhờ. Xem nào, xem Thục đưa bát cô xem còn nhiều không nào. Uầy, đấy. Ăn nốt đi, khi nào ăn nốt thì là cô dừng quay nhá. À, đến lượt Bin nào. Há mồm to nào. Đấy, Bin ngoan thế chứ. À, Thi sẽ mai ăn hết trước nhá. Ôi, xem nào. Ôi, hai bát bằng nhau đấy. Ôi, chết rồi. Thục ăn nhanh quá nhờ. Kiểu này chắc Thục thắng mất rồi. Bin chắc không thắng được đâu nhờ. Rồi, Thục ăn nhanh quá. Ôi hết rồi, không chơi là phải ăn vết sạch cơ, phải vết sạch. Thục phải vết hết. À Thục còn bát hai à? À Thục có biết múa không nhở? Thục múa được không? Múa được không? Nghe nói Thục múa đẹp lắm mà đúng không? À biết nhảy thế hả? Mày để đây của con nhá. Lớn